Rồi các bạn, mình mới vừa bán xong pháo bông. Bây giờ mình sẽ quay các bạn cái cảnh mà người ta đi về nha. Ủa về sao rồi mới đi coi pháo bông về. Đây nha. Anh nào bán giỏ nè. Đây là cái xác vỏ này các bạn, bán nó bung ra này. Đồ đó, đây đây có gì đâu, đồ nó rớt vàng con anh bị phản rồi sao ấy, rớt xuống chứ không không bị so mày, bị rớt xuống còn sáng á, rớt xuống ta luôn mà. Nhà sót cho đó vậy. Để sót chỗ em đứng không, em đứng ra qua rồi. Đầu đứng ra ngoài xa qua đi, ưng bu vô sót đâu đứng. Sao mà chả. Hồi nãy có xe cấp cứu đi con á, là không biết là gì đây. Ừ. Sao không rút kinh nghiệm ở sao đứng xa xa thôi. Bu vô làm cái gì. Đâu cạc đâu, cạc đâu, cạc đâu, không có dần xe đi biết rồi. Ê, biết rồi. Giờ nó tốt quá, anh đang nó lên xe. Mùi đồng ghê không? Đó là cảnh lấy xe về nha các bạn. Ta gửi xe ở đây nè.
Vậy, bữa nào?